quyên phát tâm bồ đề kẻ phàm tăng ngu muội kém cỏi là thật hiền nay khóc chảy máu mắt mà cúi lạy đau xót có lời dâng lên đại chúng hiện tiền cùng hết thảy thiện nam tín nữ kính mong quý vị mở lòng từ bi có chút lưu tâm lắng nghe xét kỹ thường nghe rằng cửa ngõ vào chánh đạo sự phát tâm quan trọng nhất việc gấp trên đường tu không gì hơn lập nguyện nguyện đã lập thành thì có thể cứu độ chúng sinh tâm đã phát khởi thì quả phật ắt thành tựu ví như không phát tâm rộng lớn lập nguyện kiên cố ắt là trải qua vô số kiếp vẫn còn nguyên trong chốn luân hồi cho dù có tu hành hết thảy chỉ là uổng công khổ nhọc vì thế kinh hoa nghiêm dạy rằng kẻ tu các pháp lành mà quên mất tâm bồ đề, đó gọi là theo nghiệp của ma. Phát tâm rồi quên mất còn như thế, huống chi là chưa phát tâm, cho nên biết rằng muốn học theo chánh pháp như lai, trước hết phải phát khởi đầy đủ tâm nguyện Bồ Tát, không thể chậm trễ. Nhưng tâm nguyện có khác biệt, tướng trạng rất nhiều. Nếu không chỉ rõ, biết theo khuynh hướng nào, nay xin vị đại chúng mà nói qua sơ lược sự phát tâm có tám khuynh hướng khác biệt là tà vậy chính đáng chân thật dối trá rộng lớn nhỏ hẹp thiên lệch và viên mãn phát tâm như thế nào gọi là tà vậy thế nào là chính đáng thế nào là chân thật thế nào là dối trá thế nào là rộng lớn thế nào là nhỏ hẹp thế nào là thiên lệch thế nào là viên mãn có những kẻ tu hành không cứu xét tự tâm, chỉ biết hướng theo ngoại cảnh, như mong cầu lợi dưỡng hoặc tham muốn danh tiếng, chạy theo khoái lạc nhục dục hiện tại hoặc mong cầu quả báo tương lai, phát tâm như thế gọi là tà vậy. Không cầu lợi dưỡng, danh tiếng, cũng không tham dục lạc quả báo, chỉ vì muốn thoát ly sinh tử, thành tựu bồ đề, phát tâm như thế gọi là chính đáng mỗi một niệm đều ngưỡng cầu phật đạo mỗi một ý tưởng trong tâm đều thương xót giáo hóa chúng sinh dù nghe rằng phật đạo thăm thẳm dài lâu cũng không thối tâm khiếp sợ nhìn thấy chúng sinh khó hóa độ cũng không sinh lòng chán nản mỏi mệt như trèo núi cao chót vót quyết lên tận đỉnh như leo tháp lớn sừng sững quyết đến tột cùng phát tâm như thế gọi là chân thật tạo tội rồi không sám hối, mắc lỗi không chịu dứt trừ, bên ngoài ra dáng trong sạch, trong lòng đầy dẫy nhớp nhơ. Trước khởi tâm chuyên cần, sao hóa ra lười nhát. Tuy có chút lòng tốt, phần nhiều lại bị danh lợi xen vào. Dù có tu pháp lành, lại bị tội lỗi nghiệp xấu làm ô nhiễm. Phát tâm như thế gọi là dối trá. Pháp giới chúng sinh chưa cùng tận, thì nguyện vẫn còn, đạo bồ đề chưa thành tựu thì nguyện chưa trọn phát tâm như thế gọi là lớn lao quán xét ba cõi như tu ngục vòng sinh tử như kẻ oán thù chỉ muốn mau mau tự độ không dám nghĩ đến việc cứu độ muôn người phát tâm như thế gọi là nhỏ hẹp nếu ngoài tâm này thấy có chúng sinh phải nguyện cứu độ thấy có phật đạo phải nguyện tự thành công khó tu tập không quên tri kiến tích tụ chẳng bỏ, phát tâm như thế gọi là thiên lệch. Nếu biết tự tánh này là chúng sinh nên nguyện độ thoát, tự tánh này là Phật đạo nên nguyện tự thành, không thấy có bất kỳ pháp nào lìa khỏi tâm này mà tự hiện hữu. Dùng tâm rộng rang như hư không để phát nguyện lớn như hư không, tu tập công hạnh như hư không chứng đắc quả vị như hư không nhưng rốt cùng cũng không có tướng trạng hư không có thể nắm bắt phát tâm như thế gọi là viên mãn biết rõ được tám sự khác biệt như trên rồi thì biết phán xét biết phán xét thì biết chọn lựa lấy bỏ biết chọn lựa lấy bỏ thì có thể phát tâm theo cách đúng đắn thế nào là phán xét đó là nói việc tự phán xét xem chỗ phát tâm của mình rơi vào khuynh hướng nào trong tám điều nêu trên là tà vậy hay chính đáng là chân thật hay dối trá là lớn lao hay nhỏ hẹp là thiên lệch hay viên mãn thế nào là chọn lựa lấy bỏ đó là nói phải bỏ đi những khuynh hướng tà vậy dối trá nhỏ hẹp thiên lệch mà chọn lấy những khuynh hướng chính đáng chân thật, lớn lao, viên mãn. Phát tâm được như thế mới có thể gọi là phát tâm Bồ đề một cách chân chánh. Tâm Bồ đề này đứng đầu tất cả pháp lành, phải có nhân duyên mới có thể phát khởi. Này sẽ nói về nhân duyên, sơ lược có 10 loại. Những gì là 10 nhân duyên phát tâm Bồ đề. Thứ nhất, vì nghĩ đến ơn Phật sâu nặng nên phát tâm. Thứ hai, vì nghĩ đến công ơn cha mẹ nên phát tâm. Thứ ba, vì nghĩ đến ơn thầy nên phát tâm. Thứ tư, vì nghĩ đến ơn thí chủ cúng dường nên phát tâm. Thứ năm, vì nghĩ đến ơn chúng sinh nên phát tâm. Thứ sáu, vì nghĩ đến nỗi khổ sinh tử nên phát tâm. Thứ bảy, vì tôn trọng tự tánh linh giác nên phát tâm. Thứ tám, vì sám hối nghiệp chướng nên phát tâm thứ chín vì cầu sinh tịnh độ nên phát tâm thứ mười vì khiến cho chánh pháp được trụ thế lâu dài nên phát tâm thế nào là nghĩ đến ơn phật sâu nặng đó là nói việc đức như lai thích ca của chúng ta từ thuở mới vừa phát tâm vì chúng ta mà hành đạo bồ tát trải qua vô số kiếp chịu mọi khổ não khi ta tạo nghiệp xấu ác thì Phật khởi tâm thương xót, dùng phương tiện giáo hóa, nhưng ta lại ngu si không chịu tin nhận. Ta phải đọa vào địa ngục, Phật lại đau lòng thương xót, muốn thay ta chịu khổ, nhưng vì ta tạo nghiệp nặng nề nên không thể cứu vớt. Ta sinh làm người, Phật dùng phương tiện khiến ta biết gieo trồng căn lành, đời này sang đời khác, tâm Phật vẫn luôn hiện hữu cùng ta, chưa từng tạm rời thuở Phật vừa xuất thế, ta hãy còn chìm sâu trong biển nghiệp. Nay ta được làm người, thì Phật đã nhập diệt. Ta do tội gì phải sinh thời mạt Pháp không có Phật? Ta nhờ phúc gì được dự hàng xuất gia? Vì nghiệp chướng gì không được nhìn thấy kim thân Phật? Do may mắn gì mà tự mình được chiêm bái xá lợi Phật? Lại suy xét rằng, ví như đời trước không gieo trồng căn lành nay làm sao được nghe pháp phật nếu không được nghe pháp phật làm sao biết mình thường chịu ơn phật ân đức như thế núi cao gò lớn cũng chẳng sánh bằng nếu tự mình không phát tâm rộng lớn hành đạo bồ tát xây dựng phát triển phật pháp cứu giúp hóa độ chúng sinh thì cho dù có tan xương nát thịt cũng không thể báo đền đó là nhân duyên thứ nhất để phát tâm bồ đề thế nào là nghĩ đến ơn cha mẹ mỗi khi nghĩ đến cha mẹ thì buồn thương khôn nguôi bởi sinh ta ra mà phải chịu khổ nhọc trăm bề mười tháng mang thai ba năm bú mớm đêm bên ước mẹ nằm bên ráo con lăn ngày đắng cây mẹ nuốt ngon ngọt phần con nhờ vậy nay ta mới được thành người chỉ mong ta kế tục nghiệp nhà nối đường thờ tự nay ta chọn đường xuất gia làm xưng đệ tử phật hổ thẹn nhận danh sa môn món ngon ngọt chẳng dâng cha mẹ ngày kỵ dỗ không cúng tổ tiên cha mẹ còn sống đã không chu toàn nuôi dưỡng chết đi không dẫn dắt được theo đường lành xét việc đời là mất mát lớn lao xét việc đạo còn chưa thật hữu ích ví như đôi đường đều thất bại thì tội lỗi nặng nề thật khó tránh lại suy xét rằng chỉ có một cách duy nhất là đời đời kiếp kiếp thường hành phật đạo rộng độ chúng sinh mười phương ba đời được như thế thì không chỉ cha mẹ trong một đời mà cả cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp cũng đều được cứu độ không chỉ riêng cha mẹ của một người mà cha mẹ của tất cả mọi người cũng đều được siêu thoát đó là nhân duyên thứ hai để phát tâm bồ đề thế nào là nghĩ đến ơn thầy cha mẹ tuy có thể sinh ta ra và nuôi dưỡng thân thể nhưng nếu không có các bậc thầy dạy ở đời hẳn ta không biết đến lễ nghĩa nếu không có các bậc thầy dạy trong đạo hẳn ta không hiểu được pháp phật không biết lễ nghĩa thì cũng giống như súc phật không hiểu pháp phật thì khác chi người thế tục Nay ta cũng biết được đôi điều lễ nghĩa, hiểu được sơ lược về Pháp Phật. Trên mình được khoát cà sa, thân tâm thấm nhuần giới hạnh. Được như thế, đều nhờ ơn Thầy dạy. Nếu phát tâm cầu quả vị nhỏ nhoi, chỉ có thể lợi ích riêng mình. Nay chọn theo Đại Thừa, nguyện lớn lao lợi khắp muôn người, thì các bậc Thầy dạy, dù ở đời hay trong đạo, cũng đều sẽ được phần lợi ích đó là nhân duyên thứ ba để phát tâm bồ đề thế nào là nghĩ đến ơn thí chủ cúng dương đó là nói việc chúng ta hôm nay mọi thứ cần dùng hàng ngày đều không phải tự sức mình có được cháo cơm ngày hai bữa y phục đủ bốn mùa khi bệnh tật cần đến lúc sinh hoạt thường ngày hết thảy mọi chi phí đều có được từ sức lực người khác mang đến cho ta tiêu dùng người khác phải đem hết sức lực tự thân cày cấy vẫn chưa kiếm đủ miếng ăn còn ta ngồi không được ăn vẫn chưa vừa ý người khác thì dệt dệt đang đang vẫn chưa hết khó khăn thiếu thốn còn ta ngồi không mà y phục có thừa chẳng biết quý tiết người khác thì nhà tranh vách lá rối rắm suốt đời còn ta thì nhà to sân rộng nhàn tỉnh quanh năm Người khác cực nhọc để ta được an nhàn Có thể an lòng được sao? Lấy nguồn lợi của người khác Để trao chuốt thân mình Như thế có hợp lý chăng? Cho nên, nếu tự thân mình Không thể vận dụng đủ bi lẫn trí Không tự trang nghiêm cả phúc lẫn tuệ Khiến cho tất cả đàn na tính thí Đều được nhờ ơn Hết thảy chúng sinh đều được lợi ích, thì cho dù hạt gạo sợi tơ nhỏ nhặt đến thế cũng phải đền trả đủ mà quả báo xấu ác cũng khó lòng tránh khỏi đó là nhân duyên thứ tư để phát tâm bồ đề thế nào là nghĩ đến ơn chúng sinh đó là nói việc ta và chúng sinh từ vô số kiếp đến nay đời này kiếp nọ vẫn thường thay đổi làm cha mẹ của nhau nên có ơn với nhau nay tuy sang đời khác thì mê mờ hôn ám chẳng còn biết nhau nhưng theo lý mà suy thì lẽ nào có ơn lại không lo báo đáp ngày nay tuy thấy những con vật mang lông đội sừng sao biết được trước đây ta chẳng từng làm con của chúng ngày nay tuy thấy những loài côn trùng nhỏ nhít sao biết được trước đây chẳng từng là cha mẹ của ta thường thấy trẻ thơ nếu phải xa cách cha mẹ thì lớn lên không nhớ được dung mạo, huống chi là cha mẹ trong đời trước, nay tất nhiên không thể nhớ được. Ví như cha mẹ đời trước giờ đang gào khóc dưới địa ngục, lăn lộn trong cảnh giới ngạ quỷ, khổ sở đớn đau ai biết được. Đối khác thiếu thốn ai bảo cùng ta? Dù ta không thấy nghe hay biết, tất nhiên họ vẫn đang mong cầu có người cứu giúp. Chỉ kinh văn mới có thể kể rõ sự này chỉ đức phật mới có thể dạy ta việc ấy còn những kẻ tà kiến làm sao biết được cho nên bồ tát quán chiếu nơi trùng kiến thấy tất cả đều là cha mẹ trong quá khứ đều là chư phật trong tương lai thường nghĩ việc làm lợi ích báo đáp ân đức đó là nhân duyên thứ năm để phát tâm bồ đề thế nào là nghĩ đến nỗi khổ sinh tử? Đó là nói ta cùng với hết thảy chúng sinh từ vô số kiếp đến nay thường ở trong sinh tử chưa từng được giải thoát. Khi cõi nhân gian, lúc miền thiên thượng, khi ở cõi này, lúc sang phương khác, sống chết vạn mối, thăng trầm thoáng chốc, vừa sinh cõi trời, thoát đã làm người, rồi thoát lại đã xa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh cửa địa ngục sớm ra tối vào hang sắt lạnh tạm rời lại đến lên núi đau toàn thân chẳng còn một chút da leo cây phủ kiếm khắp người chịu cắt xẻo hòn sắt nóng chẳng trừ cơn đói nuốt vào rồi ruột gan chín bấy nước đồng sôi không nguôi cơn khát uống vào rồi xương thịt nát nhừ cưa sắt cưa lìa thân thể vừa đứt ra đã dính liền trở lại gió quái lạ thổi thoáng qua người, chết đi rồi đã sống lại ngay. Lửa dữ đầy thành, vang tiếng kêu gào thảm thiết, vạc lớn nấu đun, chỉ nghe âm thanh thống khổ bên tai, băng giá vừa ngưng, thân xanh mét như sen xanh bó nhụy, máu thịt rã rời, thể bầm đỏ như ngó sen dập nát, sống chết trong một đêm. Địa ngục trải qua vạn lượt, đau đớn thống khổ mỗi ngày so với nhân gian dài hơn trăm tuổi đã bao lần khiến ngục tốt phải ra sức hành hình mệt nhọc mà nào ai chịu tin lời diêm chúa răng đe lúc thọ hình mới biết là khổ tuy hối hận làm sao quay lại nhưng thoát ra rồi quên sạch sành xanh bao nghiệp ác vẫn làm như cũ dùng roi quất lừa chảy máu ai biết mình đang đánh mẹ dắt lợn vào lò mổ nào hay ta sắp giết cha ăn thịt con không biết văn vương xưa còn như thế nhai nuốt cha mẹ chẳng hay muôn loài đều vậy cả ngày trước cùng ân ái nay oán thù nhau xưa vốn là thù địch nay thành cốt nhục một nhà trước là mẹ nay lại làm cha trước là cha nay lại làm chồng nếu nhớ biết được chuyện đời trước ắt phải thấy xấu hổ nhục nhã người có thiên nhãn nhìn thấu tất cả ắt phải thấy nực cười thương xót phẫn uế tụ thành một bọc chín tháng trong ấy khó qua máu mũ nhơ nhớp một đường nhất thời chui xuống đáng thương ấu thơ không biết đó đây đều không phân biệt lớn lên nhận hiểu tức thời khởi sinh tham dục không bao lâu thì bệnh khổ và nua tìm đến chẳng mấy chốc vô thường đã gọi phúc lìa đời gió lửa hỗn độn vây quanh thần thức rối loạn tinh huyết cạn kiệt bên ngoài da thịt dần khô mỗi lỗ chân lông đều như kim đâm thấu thịt mắt mũi miệng thảy đều như dao cắt con rùa mang nấu chín thịt lôi ra khỏi mai vẫn còn là dễ so với thần thức lâm chung thoát xác khó hơn bội phần Tâm này không có chủ thể thường tồn, như kẻ đi buôn khắp chốn đều làm khách lạ. Thân này không có hình thể cố định, chỉ như nhà ở thường dời chuyển đó đây. Thân này biết bao lần qua lại giữa luân hồi, tính đếm ra thì số hạt bụi cõi đại thiên cũng không so được. Mỗi mỗi biệt ly rơi lệ, gom hết lại thì sóng nước bốn biển chẳng nhiều bằng. Sương cốt bao đời tích lũy, dẫu núi cao còn chưa sánh kịp, thân xác từng bỏ trong sáo nẻo, dàn trải ra tràn khắp cõi đất. Ví như không được nghe lời Phật dạy, những điều như vậy ai thấy ai nghe, khi chưa đọc qua kinh điển, lý lẽ như thế làm sao rõ biết? Nếu cứ tham luyến như xưa, si mê không khác trước chỉ sợ trong muôn kiếp ngàn đời một lần sai sẽ trăm lần sai tiếp thân người này khó được dễ mất tuổi đời trôi nhanh không thể níu kéo rồi đường trước mịt mờ một lần biệt ly là thâm thẳm nghiệp báo xấu ác trong ba đường dữ tự làm tự chịu đau đớn không sao nói hết biết ai thay mình nhận lãnh nói đến đây sao có thể không rùng mình run sợ vì thế nên phải dứt dòng sinh tử, thoát biển ái dục, cứu mình cứu người, cùng lên bờ giác. Công phu thành tựu trong muôn kiếp lâu xa đều tùy thuộc vào nỗ lực quyết định một lần này. Đó là nhân duyên thứ sáu để phát tâm bồ đề. Thế nào là tôn trọng tự tánh linh giác? đó là nói việc tâm thức này của ta hôm nay so với tâm thức của đức thích ca như lai quả thật không hay không khác vì sao đức thế tôn từ vô lượng kiếp trước đã sớm thành chánh giác còn ta thì đến nay vẫn hôn mê điên đảo vẫn là phàm phu đức thế tôn lại có đủ vô lượng thần thông trí tuệ công đức trang nghiêm còn ta thì chỉ thấy đầy dẫy vô số phiền não nghiệp lực dắt dẫn sinh tử trói buộc cùng một tâm tánh mà mê ngộ cách nhau như trời vực tĩnh tâm suy xét lẽ nào lại không đáng hổ thẹn thật chẳng khác gì hạt châu vô giá nằm trong bùn nhơ bị xem như ngói sỏi không ai quý trọng thế nên phải dùng đến vô số pháp lành để đối trị phiền não dày công tu tập giới hạnh thì tánh đức mới hiển lộ như hạt châu kia được rửa sạch mài bóng mang treo lên tòa cao rực rỡ tỏa chiếu, soi sáng khắp nơi. Như thế mới có thể gọi là không bội ơn giáo hóa của Phật, không uổng phụ tánh linh giác của chính mình. Đó là nhân duyên thứ bảy để phát tâm bồ đề. Thế nào là sám hối nghiệp chướng? Trong kinh dạy rằng, phạm một trong các tội đột các la, phải đọa vào địa ngục. Thời gian lâu bằng 500 năm ở cõi trời Tứ Thiên Vương, đột cát la là tội nhẹ mà còn chịu nghiệp báo như thế, huống chi các tội nặng, nghiệp báo quả thật khó nói hết. Chúng ta ngày nay trong sinh hoạt thường ngày, mỗi hành vi, động tác, thường phạm giới hạnh, mỗi miếng cơm, ngụm nước luôn trái luật nghi, mỗi một ngày qua đã phạm vô số tội huống chi trong suốt một đời trải qua nhiều kiếp tội lỗi sinh khởi chắc chắn là không thể nói hết chỉ xét riêng theo năm giới mà nói mười người đã chính kẻ phạm nhưng người bày tỏ phát lộ thì ít kẻ che giấu lại nhiều năm giới chỉ là giới của người cư sĩ mà còn chưa giữ trọn huống chi các giới sa di tỳ kheo bồ tát giới hẳn sự thiếu sót đã quá rõ không cần phải nói có ai hỏi đến liền xưng danh tỳ kheo nhưng xét thực chất lại chưa trọn đức hạnh của người cư sĩ chẳng đáng hổ thẹn lắm sao nên biết rằng giới luật do phật chế định thà không thọ trì một khi đã thọ trì thì không được hủy phạm một khi đã hủy phạm thì rốt cùng phải chịu đọa lạc nếu không sớm khởi tâm thương mình thương người đau xót cho người đau xót cho mình thân khẩu cùng thống thiết miệng niệm lệ rơi đều chân thành, khắp vì tất cả chúng sinh, bi ai cầu xin sám hối, thì chắc chắn trong ngàn đời muôn kiếp, khó tránh được quả báo xấu ác. Đó là nhân duyên thứ tám để phát tâm bồ đề. Thế nào là cầu sinh tịnh độ? Đó là nói việc nơi thế giới ta bà này tu hành tăng tiến rất khó khăn, được vãng sinh về Tây Phương cực lạc, thì thành tựu quả Phật cũng dễ dàng, vì dễ dàng nên một đời có thể xong việc, bởi khó khăn nên nhiều kiếp vẫn chưa thành, thế nên các bậc hiền thánh xưa nay ai ai cũng cùng đều hướng đến trong ngàn kinh muôn luận đâu đâu cũng chỉ về tịnh độ. Trong đời mạt pháp không một pháp môn nào vượt hơn tịnh độ. Tuy nhiên, trong kinh dạy rằng căn lành ít không thể vãng sinh Phúc đức nhiều mới có thể thành tựu, muốn nhiều phúc đức chẳng gì hơn niệm danh hiệu Phật, muốn thừa căn lành không gì bằng phát tâm rộng lớn. Vì thế, niệm thánh hiệu dù trong chốc lát cũng hơn người bố thí trăm năm. Một khi vừa phát tâm Bồ đề đã vượt qua sự tu hành nhiều kiếp. Niệm Phật vốn mong thành Phật, nếu chẳng phát tâm rộng lớn thì niệm để làm gì? Phát tâm là để tu hành nếu không sinh về tịnh độ, thì dù phát tâm rồi cũng sẽ thối chuyển. Cho nên, trụng tâm địa gieo hạt giống bồ đề, dùng lưỡi cày niệm Phật, thì đạo quả tự nhiên tăng trưởng. Nương con thuyền đại nguyện vào biển lớn tịnh độ, cõi Tây Phương quyết định được phản sinh. Đó là nhân duyên thứ chín để phát tâm bồ đề. Thế nào là khiến cho chánh pháp được trụ thế lâu dài? đó là nói việc đức thế tôn từ vô số kiếp đến nay vì chúng ta mà tu đạo bồ đề việc khó làm cũng làm được việc khó nhẫn cũng nhẫn được cho đến khi nhân quả viên mãn cuối cùng thành tựu quả phật sau khi thành phật hóa độ chúng sinh trọn khắp nhân duyên đã dứt mới nhập niết bàn cho đến các giai đoạn chánh pháp tượng pháp đều đã qua nay chỉ còn thời mạc pháp giáo pháp không người tu tập tà chánh chẳng thể phân đúng sai không rõ biết người người tranh đua chạy theo nhân ngã thảy thảy đều mưu cầu lợi danh nhìn khắp thiên hạ mênh mông đều là như vậy chẳng còn ai biết phật là người nào pháp có nghĩa chi tăng là danh xưng gì suy tàn cho đến mức ấy nói ra càng không nở mỗi khi nghĩ đến bất giác phải rơi lệ Chúng ta là Phật tử mà không thể báo đền ơn Phật, tự thân không làm lợi mình, đối với bên ngoài chẳng làm lợi người, sống trên đời đã là vô ích, chết đi cũng chẳng lợi lạc mai sau. Trời tuy cao không sao che chở, đất tuy dày chẳng thể đỡ nâng. Như vậy, kẻ mang tội lỗi nặng nề nhất, chẳng phải ta thì là ai? Do đó nên trong lòng đau đớn không sao chịu nổi, chẳng nghĩ được cách nào cho vẹn toàn, hốt nhiên liền quên đi sự kém cỏi của mình, khởi phát tâm bồ đề rộng lớn. Tuy hiện nay không thể vãn hồi đời suy mạc, nhưng quyết sẽ lo tính việc hộ trì chánh pháp tương lai. Vì thế, mới cùng các vị thiện hữu đến nơi đạo tràng, soạn thành sám pháp, lập pháp hội này, phát khởi 48 lời nguyện lớn, mỗi nguyện đều cứu độ chúng sinh mong sao luôn giữ tâm sâu vững trong trăm ngàn kiếp, tâm nào cũng đều là tâm Phật. Kể từ hôm nay cho đến tương lai không cùng tận, hết một đời này nguyện sinh về cực lạc, tiến tu lên hàng cửu phẩm, quay lại cõi ta bà, làm cho mặt trời Phật đạo lại rực rỡ huy hoàng như trước. Phật Pháp lại rộng mở khắp thế gian, chư tăng như biển lớn thanh tịnh trong toàn cõi, người người được hóa độ ngay tại ta bà đời thịnh đức nhờ đó tăng thêm chánh pháp trụ dài lâu cõi thế tâm nguyện hết sức chân thành tha thiết như vậy đó là nhân duyên thứ mười để phát tâm bồ đề mười nhân duyên như trên đều đã biết tám khuynh hướng phát tâm cũng hiểu rõ ràng như vậy thì hướng đi đã có điểm phát khởi đã xác định thêm vào đó ta lại được thân người, sống nơi văn hiến, sáu căn bình thường, thân thể khỏe mạnh an ổn, có đủ tính tâm, thật may mắn thay, đường tu không có gì chướng ngại. Huống chi ngày nay, chúng ta lại được xuất gia, được thọ cụ túc giới, được gặp đạo tràng, được nghe Phật Pháp, chiêm ngưỡng xá lợi Phật, lại tu tập sám Pháp, gặp được bạn lành, đầy đủ nhân duyên thù thắng. Nếu hôm nay đây không phát tâm bồ đề, thì còn đợi ngày nào. Chỉ mong đại chúng thương đến sự chân thành, dẫu là ngu muội, xót cho chí nguyện khó nhọc kiên trì của tôi, xin hãy cùng nhau phát tâm lập nguyện bồ đề, người chưa phát tâm hôm nay hãy phát tâm, đã phát tâm rồi xin hãy tăng trưởng, đã tăng trưởng rồi xin hãy tiếp tục đừng gián đoạn, đừng sợ khó khăn mà thối thất. Đừng thấy dễ dãi mà xem thường không cẩn trọng. Đừng quá nôn nóng mà không giữ được dài lâu. Đừng lười nhát buông thả mà thiếu sự dũng mãnh, Đừng yếu hèn mất đi sự phấn chấn. Đừng lần lửa do dự mà đợi chờ không dứt khoát. Đừng vì tự thấy mình ngu si mà buông xuôi không chú ý. Đừng vì căng tánh chậm lục mà nghĩ mình không thể giữ phần. Ví như việc trồng cây, lâu ngày thì rễ cạn dần ăn sâu hoặc như mài dao, mài lâu thì lưỡi cùng thành sắc bén. Lẽ nào vì thấy dễ cạn mà không trồng, để cây phải chết khô, vì thấy lưỡi cùng mà không mài, để dao thành vô dụng? Hơn nữa, nếu cho rằng tu hành là khổ nhọc, ấy thật chẳng biết rằng lười nhát buông thả sẽ còn khổ hơn. Tu hành thì khổ nhọc tạm thời, nhưng được an vui mãi mãi lười nhác thì an ổn tạm bợ một đời nhưng phải chịu khổ đau nhiều kiếp huống chi nếu nhờ đến con thuyền tịnh độ thì đâu phải lo gì thối chuyển được pháp vô sinh làm sức nhẫn chịu thì đâu ngại gian nan nên biết rằng tội nhân trong địa ngục mà còn có kẻ phát tâm bồ đề từ kiếp trước huống chi là phật tử trong cõi người lại không lập đại nguyện đời này do hôn ám si mê từ vô thủy nên việc ngày trước không thể cản ngăn ngày nay được tỉnh ngộ chuyện tương lai có thể sửa đổi kẻ mê chưa ngộ vốn đã đáng thương nhưng người biết mà không làm lại càng đớn đau đáng tiếc hơn nữa nếu biết sợ nỗi khổ địa ngục thì tự nhiên khởi tâm tinh tấn luôn nhớ đến vô thường nhanh chóng thì không dám lười nhác buông thả lại phải dùng giới pháp của phật mà làm đòn roi nhắc nhở thôi thúc nhờ bạn lành cùng nâng đỡ dắt dẫn nhau đã phát tâm rồi dù khi nguy cấp gấp trúc cũng chẳng lìa dẫu suốt đời trọn kiếp vẫn nương theo không bỏ như vậy thì không còn lo gì sự thối thất đừng cho một niệm tưởng là nhỏ nhoi mà khinh suất dễ vui đừng nghĩ việc phát nguyện chỉ là nói suông nên hư dối không hữu ích tâm chân thành thì sự việc đúng thật, nguyện lớn rộng thì chỗ thực hành sâu, hư không chưa phải lớn, vì tâm này mới là rộng lớn, kim cương chưa phải bền chắc, vì nguyện lực còn bền chắc không gì hơn. Nếu đại chúng có thể thật lòng không gạt bỏ những lời trên, thì quyến thuộc Bồ Đề từ đây nối kết, thể ước đồng tâm niệm Phật từ nay bền chặt. Đã phát nguyện cùng sinh về tịnh độ, cùng gặp Phật Di Đà cùng giáo hóa chúng sinh, cùng thành chánh giác thì biết đâu trong tương lai 32 tướng tốt, trăm phúc tướng trang nghiêm lại chẳng bắt đầu ngay từ sự phát tâm lập nguyện của hôm nay, nguyện cùng đại chúng nỗ lực cố gắng điều tốt đẹp ấy, thật kỳ vọng lắm thay.